Xin chào các bạn. Hôm nay cây sả đen Hòa Bình xin giới thiệu với các bạn cái vườn cây sả đen nhà mình. Hiện tại là mình đang đứng ở trên cái vườn cây sả đen nhà mình. Đây mình sẽ đi qua một vòng để các bạn xem nhé. Đây là cái vườn cây nhà mình. Đây ạ. Đấy. Nên này. Ở dưới này rất là nhiều ạ. Đoạn này á. Đó. Đây. Rất nhiều cây sả đen, vườn cây sả đen nhà mình luôn. Đấy. Ở đây là trên đây là cái vùng mà mình cây cái phần này là mình đang mình vừa mới nghĩa là đã cắt được một thời gian rồi và nó đang nảy mầm lên. Đấy. Thông thường sả đen ấy thì nó giống nó sống ở dưới những cái tán cây khác, nó dạng thân leo các bạn nhé. Dạng thân leo đây ạ. Thân đây cái nó thân leo rất là dài. Đấy, đây các bạn nhìn thấy rõ ạ. Leo dài đây đang sống dưới cái dạng đấy. Đây đây, leo. Cây sả đen thì khi mà còn nhỏ, lúc mới lên đấy ạ, thì nó màu tím. Đây ạ, lá nó màu tím. Đây, cái chỗ mới lên ạ, màu tím. Đấy, lá màu tím đấy ạ. Đấy chưa? Đấy, màu tím. Và nó có hình răng cưa. Đây các bạn thấy đấy ạ, hình răng cưa. Răng cưa. Đấy. Và khi nó già ấy thì các bạn ạ, khi nó già thì các bạn thấy là nó sẽ là màu xanh bình thường thôi, màu xanh, xanh là cây bình thường. Đấy, xanh là cây bình thường đấy. Đấy. Xanh là cây bình thường. Đây. Cái non mới lên các bạn nhé. Đây non mới lên đấy ạ. Đấy, và mình đi gần cho các bạn xem này. Đấy, đây. Màu tím tím đấy ạ. Đấy, khi lên thì nó lại hình răng cưa đây. Hình răng cưa. Đấy, hình răng cưa đấy ạ. Đây, hình răng cưa đây ạ. Đấy. Thế thì cây sả đen nó có tác dụng rất là tốt. Theo dân tộc Mường mình thì sả đen nó hỗ trợ về các bệnh về u biếu này. Đấy, về ung thư này. Về u nang chẳng hạn này. Đấy, về ví dụ như u nang hay những loại u lành tính thì các bạn uống trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì những cái u này sẽ tự động biến mất. Đấy, các bạn uống liên tục. Ngoài ra thì các bạn nên kết hợp cây sả đen với lại cây bán chi liên và bạch hoa xà để hỗ trợ về u biếu ung thư các bạn nhé. Bán chi liên và bạch hoa xà, các bạn kết hợp thêm hai loại cây đó nữa. Đấy. Đây mình đang đi lên đấy ạ. Đang đi lên thêm. Và cây sả đen thì rất tốt cho những người mà đang bị ung thư ở tất cả các giai đoạn như là các loại về ung thư vòng họng này hay là ung thư các loại ung thư ạ. Đấy, các loại ung thư thì các bạn thấy là nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho bệnh này. Đấy. Thì đối với những người bệnh ung thư, kể cả những người bệnh ung thư ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối thì các bạn đều có thể sử dụng được cây sả đen và kết hợp thêm với lại cái cây bán chi liên và bạch hoa xà, nó là một bài thuốc của dân tộc Mường để hỗ trợ điều trị các bệnh về u biếu ung thư. Ngoài ra thì những người bị bệnh gan dùng cây sả đen cũng rất là tốt, nó có tác dụng đó là hạ men gan. Đấy, hạ men gan rất là tốt ạ. Đối với những người bị bệnh gan thì các bạn nên kết hợp thêm cây sả đen, cây cà gai leo và cây mật nhân để hỗ trợ cho những người bị bệnh gan các bạn nhé. Đây, mình đã quay lại cái cây cà gai leo đấy, 100% cà gai leo Hòa Bình. Ở đây đấy, hiện tại đây mình ở đây trên đây đang nó là cây mít các bạn, trên là cây mít, ở dưới là cái vườn cây sả đen. Đấy, các bạn nhìn thấy là cái thân ở trên nó là các loại cây khác và dưới thì là cây sả đen. Đấy. Thì cây sả đen nó được trồng, nó dựa vào các bóng của các cây khác nên là rất là tốt. Đấy, ở trên này. Đấy, rất là nhiều, mãi đằng kia nữa các bạn ạ. Đấy. Và đây là các cây sả đen mà mình mới thu hái này. Mới thu hái đây, nó đang lên. Đấy, còn ở dưới này là đây, chữ kia là cây chuối nữa, dưới đây là cây sả đen các bạn nhé. Đấy, dưới đây là cây sả đen này. Đấy, nó dạng thân leo, nó phải dựa vào các cây khác các bạn ạ. Đấy. Hiện tại thì nhà mình thì đang bán lẻ và bán buôn
tất cả cái cây về cái cây xạ đen. Đối với lại những bạn mà giấy ra buôn lấy thường xuyên thì mình là nó từ 10 cân là giá 70.000. 70.000 một cân khô các bạn nhé. 70.000 một cân khô. Và cước thì các bạn phải chịu. Mình có thể vận chuyển đi toàn quốc được. Còn nếu các bạn mà lấy từ khoảng 20 cân trở lên thì giá nó từ là 65 đến 60.000 một cân. Và cước các bạn phải chịu. Mình vận chuyển toàn quốc. Còn nếu các bạn lấy lẻ thì là giá là hiện tại mình đang bán là 110.000 một cân đến 120.000 một cân. Đấy. 10.000 120.000 một cân. Về cách dùng của cây xạ đen thì các bạn lấy 100 g cả thân và lá. 100 g một thân cả thân và lá. Đun với từ 1 đến 1,5 lít nước. Từ 1 đến 1,5 lít nước. Các bạn đun sôi khoảng từ 10 đến 15 phút. Từ 10 đến 15 phút. Đấy. Sau đó các bạn chắt ra bình uống thay nước lọc hàng ngày. Bạn lưu ý là cái cây xạ đen ấy thì các bạn nên cái nước của nó các bạn nên uống hết trong ngày các bạn nhé. Các bạn không nên đặt đến hôm sau thì nó sẽ bị thiêu mất. Bị thiêu thì nó sẽ mất tác dụng của cây xạ đen đi. Đấy. Đối với cái bã của nó thì các bạn có thể là đun được từ 1 đến 2 lần. Đấy, từ 1 đến 2 lần. Nếu mà các bạn mà hôm nay các bạn không uống hết ấy thì các bạn có thể để vào ngăn mát tủ lạnh, hôm sau các bạn tiếp tục uống và tiếp tục nấu lại được. Nếu các bạn đặt ở ngoài này thiêu thì chúng ta nên bỏ nhé. Đây đây xạ đen này các bạn này. Ngoài xạ đen ra thì nhà mình còn có cái cây cà gai leo nữa các bạn ạ. Cây cà gai leo. Đây khi nó lớn lên các bạn nhé. Lớn lên. Nếu các bạn có nhu cầu mua buôn hoặc là mua lẻ thì các bạn truy cập vào website là cây xạ đen hòa bình.net để đặt hàng. Hoặc các bạn có thể là alo cho mình số hotline là 0976 836 586. Mình là Tạ Văn Khoa các bạn nhé. Địa chỉ cái cơ sở nhà mình là thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mình đọc lại nhé. Số điện thoại mình là 0976 836 586. 0976 836 586. Địa chỉ thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đấy. Đây mình quay trực tiếp luôn cho các bạn xem ạ. Đây. Dạng thân leo của bạn nó đang đây, chỗ này đang leo lên này. Đó. Đấy. Dưới kia cũng thế, đang leo lên kìa. Đây này. Đang leo lên đấy ạ. Rất nhiều. Đây một vườn ở bên trên này nữa các bạn ạ. Đấy, dưới này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem video ạ. Và mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn.